Hello các bạn, mình là Thúy Lê Duy. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái cách cắm hoa tulip, một cái kiểu mới nữa. Là một cái kiểu hoa này là hoa tulip. Trong một mùa đông thì hoa tulip nó được nằm lên trên một cái những cái hàng nước tuyết, hàng đá đó. Thì trong mùa đông người ta nhìn nó, các bạn sẽ nhìn thấy cái hoa này nó như thế nào nha. Thì trước tiên là các bạn cần khoảng chừng 15 cho tới 2 cái chục cái hoa tulip hay tulber như thế này nha, nhiều loại cũng được. Rồi ngoài ra nữa là các bạn cần thêm này, cái này là cái đặc biệt của nó này, cái này là một cái bì ni lông, cái folia một cái bì ni lông, cái này là cái đặc biệt và các bạn chú ý này, cái này mình thấy nó rất là đặc biệt cho nên mình muốn chia sẻ với các bạn. Ngoài rồi tiếp theo nữa là các bạn cần có nước để các bạn làm cho nó. Thì bây giờ thì lúc này thì mình dùng cho các bạn hai cái loại chậu chấm hoa khác nhau, một là cái loại kiểu này hay là kiểu này cũng được đó. Thì các bạn tùy theo ở nhà mình có cái lọ hoa kiểu nào thì mình dùng kiểu đó. Thì bây giờ mình dùng cái loại hoa này nha. Thì cái bì ni lông này nè, tức là cái folia dạ tiếng Đức, thì mình bóp lại, mình bóp lại cho nó tròn thành một cục, dạ nó tròn như thế này. Thì mình sau đó mình để cái ni lông này vô trong cái lọ hoa, dạ mình đợi trong lọ hoa mình đè xuống một chút xíu, sau đó mình chế nước vào. Thì các bạn cũng biết rằng là hoa tulber thì nó không có cần nhiều nước. Đã các bạn nhìn nè, khi mà cái bình ni lông này mà các bạn chế nước vào thì các bạn nhìn nè, các bạn thấy là sao? Nó có cái đặc biệt của nó không? Đã, thì khi này các bạn nhìn nè, nó như là một cái nước đá vậy đó. Rồi sau đó thì các bạn cắm những cái hoa này lên. Cái hoa tulber các bạn mua về thì luôn luôn cắt cái gốc ở dưới đi. Cắt cái gốc ở dưới đi xong rồi các bạn cắm vào. Các bạn cắm xung quanh rất là đơn giản mà nhìn nó là lạ. Đây là một loại hoa tulip được cắm trong một cái bình hoa vào một mùa đông đó. Chứ không phải là một mùa xuân mà là một mùa đông, cái đó là cái đặc biệt của nó. Các bạn nhìn thấy trong cái chậu này nó lạ là cái chỗ đó. Thì các bạn ở Việt Nam hay ở Đức cũng được, mình có thể fantasy ra mình làm thì mình sẽ thấy nó hay như thế nào. Đây là cái đặc biệt của nó. Thì cái hoa thì nhớ, các bạn nhớ nha, luôn luôn là cắt cái gốc của nó, sau đó mình cắm vào. Kiểu này nó rất đơn giản nhưng mà cái đặc biệt của nó là ở dưới nó có bì ni lông đó các bạn. Các bạn sẽ thấy cái đặc biệt của nó là thun winter, thun vừa nằm trong mùa đông, trên những cái chậu mùa đông. Yeah. Đây là một cái chậu hoa mà mình đã cắm xong. Đó, các bạn thấy nó lạ không? Cắm hoa thì cái này bình thường thôi, nhưng mà nó lạ là nó lạ phía dưới này, các bạn nhìn nè. Nè, mình quay cho các bạn xem nha. Đó, phía dưới này. Các bạn thấy không? Cái đặc biệt là cái phía dưới này nè. Anh quay xích người nè. Các bạn thấy không? Đó. Đó là một kiểu mình muốn chỉ cho các bạn. Tắt. Đây là cái chậu hoa mà mình cắm xong rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Sau cùng đó mình có thể để một cái cành khô giữa để cắm ở phía giữa cái chậu hoa. Rồi mình điểm thêm cái phần hoa cho nó đẹp hơn. Mình không thích để cành gỗ đó cũng được, cái nhành đó cũng được. Mình thích thì mình để thêm cũng được. Và cái đặc biệt của nó là cái này nè các bạn ạ. Các bạn nhìn nè. Đó, thấy nó hay không? Phía dưới của nó, chậu hoa đó, phía dưới nước đó. Nó giống như là những cái tulber được nằm, được cắm trong một cái chậu nước đá. Nhưng mà nãy mình đã chỉ cho các bạn đó, một cái phương pháp mới rất là lạ mà thấy hay hay. Nếu các bạn thích thì các bạn like cho mình nha. Và ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn nhiều sức khỏe.